thật gây cười đằng sau cảnh luyện công đấu kiếm trong phim cổ trang. Có ai ngờ làn khói mờ ảo trong phim cổ trang lại được tạo ra bằng cách thủ công thế này? Hay trong những phân cảnh luyện công truyền nội lực, đạo cụ đắc lực nhất của các diễn viên chỉ là chiếc quạt gió? Hậu trường cảnh Hoàng Phi Hồng đấu kiếm với địch thủ trên lưng ngựa thực ra chỉ có Triệu Văn Trác một mình ngồi khua vũ khí trước máy quay mà thôi. Trong cảnh phạm nhân bị hành hạ, diễn viên không hề phải chịu đau đớn mà nạn nhân là một miếng da lợn. Hậu trường cảnh cưỡi ngựa trên phim có vô số bí mật hậu trường khiến khán giả không thể nhịn cười. Ngựa đâu chẳng thấy mà chỉ có các nhân viên hậu trường vừa chạy vừa đẩy hết tốc lực thay cho sức ngựa chạy. Ngay cả khi quay cảnh cưỡi ngựa tại chỗ thì vẫn cần một anh chàng cầm dây cương nhún nhảy theo nhịp ngựa phi. Cảnh quay cặp nam nữ nhìn nhau say đắm, thế giới như quay cuồng quanh họ nhưng thực ra chỉ có người xoay còn máy quay vẫn đứng yên. Khi hai nhân vật truy đuổi nhau bằng thuật khinh không, khán giả dễ dàng nhận ra khoảng cách giữa họ chẳng hề thay đổi. Bởi họ hoàn toàn đứng im chứ không hề đuổi nhau, chỉ có các nhân viên đoàn làm phim phải vất vả đẩy cả hai diễn viên lẫn máy quay trên bánh xe.